Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Phương Thảo kính mời quý vị lắng nghe và suy niệm lời Chúa qua hướng dẫn của Linh Mục Anthony Nguyễn Ngọc Dũng. Sau đó xin mời quý vị cùng hiệp dâng lời ca cầu nguyện. Kính chúc quý vị một buổi suy niệm sốt sắng. Con kính chào quý ông bà và anh chị em. Hôm nay thứ Sáu sau Chủ nhật thứ Năm mùa Phục sinh. Kính mời ông bà và anh chị em lắng đồng tâm hồn để lắng nghe lời Chúa. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Đây là điều răn của Thầy: Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc Chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em và cắt cử anh em để anh em ra đi xin được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại. Hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân dân Thầy thì Người ban cho anh em. Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau." Còn kính chào quý ông bà và anh chị em. Có lẽ ông bà và anh chị em đã nghe cái đoạn tin mừng này rất là nhiều lần, và nhiều người chúng ta cũng trích những cái đoạn tin mừng này để mà nói chuyện với nhau. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II nói viết như thế này: "Con người sẽ không thể sống nếu không có tình yêu, nếu tình yêu không được mặc khải cho họ." Có lẽ ai trong chúng ta cũng muốn yêu và muốn được yêu. Như vậy thì chúng ta biết rằng cốt lõi của con người của chúng ta là mong ước mình yêu và được yêu. Tuy nhiên, yêu thương mà chúng ta cảm thấy trong ngày hôm nay, nhiều khi chúng ta thấy cái tình yêu nhìn từ khía cạnh như tâm lý học, đó là một cái cảm xúc. Một cái cảm xúc đến rồi đi. Đó có phải là cái tình yêu mà lời Chúa, nhất là trong tin mừng của Thánh Gioan nói hay không? Con xin đưa ông bà và anh chị em vào cái tình yêu mà Chúa Giêsu nói trong cái bối cảnh của tin mừng hôm nay. Chúa Giêsu nói rằng: "Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương anh em." Cái đoạn đó rất là quan trọng. Bởi vì nhiều khi chúng ta yêu người khác như mình, như cách thức mà mình muốn. Nhưng mà đối với người môn đệ của Chúa Giêsu thì phải yêu bằng cách thức mà Chúa Giêsu đã yêu. Yêu nhau như Thầy đã yêu, chứ không phải là yêu nhau như anh em muốn yêu nhau. Vậy thì Chúa Giêsu đã yêu thương nhau, yêu thương chúng ta như thế nào? Chúa Giêsu yêu thương chúng ta bằng cách là hy sinh tính mạng cho người khác. Mà ở đây Chúa Giêsu nói rằng là hy sinh tính mạng cho bạn hữu, và sau đó là Chúa Giêsu khẳng định rằng các môn đệ chính là bạn hữu của Chúa Giêsu, để có nghĩa rằng là Chúa Giêsu nói rằng Thầy sẵn sàng chết cho chúng con. Vậy thì Chúa Giêsu chết cho các bạn hữu là cho các môn đệ của Ngài đó, 12 ông tông đồ, nhất là trong cái đoạn tin mừng ấy là nói 12 tông đồ, bởi vì trong cái bối cảnh của bữa tiệc ly. Vậy cái 12 tông đồ này, chúng ta thấy trong cái bữa tiệc ly đó có phải là những người thánh thiện không? Chưa chắc. Trong cái bữa tiệc ly này, Chúa Giêsu nói với Phêrô rằng con sẽ chối Thầy 3 lần. Chúa Giêsu sẽ nói với Giuđa rằng con sẽ là cái người bán Thầy. Và Chúa Giêsu sẽ nói với 10 người môn đệ còn lại rằng chúng con sẽ là những người bỏ Thầy mà chạy. Như vậy thì cái bàn hữu của Chúa Giêsu là cái người bán Ngài, là cái người chối Ngài, là những cái người mà bỏ Ngài mà chạy. Vậy Chúa Giêsu vẫn chết cho họ. Điều này
có ý nghĩa gì đối với mỗi người chúng ta. Trong cuộc sống của chúng ta thường yêu những cái người mà dễ thương, những cái người mà tốt với mình. Tuy nhiên lời Chúa Giêsu mời gọi yêu như Chúa Giêsu yêu là yêu những cái con người làm cho mình tổn thương, yêu những cái con người làm cho mình đau khổ, yêu những con người mà có thể nói rằng chối bỏ chúng ta. Khó lắm. Yêu những cái người mà yêu chúng ta, yêu mà những người làm tốt cho chúng ta thì dễ. Tuy nhiên Chúa Giêsu mời gọi chúng ta vào trong cái mầu nhiệm của tình yêu là chúng ta biết được rằng là chúng ta phải vượt lên trên những cái cảm xúc của con người. Đức Thánh Cha John Paul II một lần nữa nói, tình yêu không phải là một cảm xúc, nhưng đó là một quyết định. Quyết định tôi yêu người đó. Rồi cái điểm thứ hai mà chúng ta suy gẫm trong bài tin mừng hôm nay, đó chính là cái tình yêu mà Chúa Giêsu mời gọi chúng ta bắt xuất phát xuất từ Thiên Chúa. Tức là Chúa Giêsu là người yêu chúng ta trước, bởi vì Ngài chọn chúng ta trước. Và Ngài chọn chúng ta để làm cái gì? Ngài chọn chúng ta là những cái con người mỏng giòn yếu đuối. Ngài chọn chúng ta là có thể nói như là các tông đồ hồi xưa vậy. Ngài chọn chúng ta là những con người đã chối Ngài. Ngài chọn chúng ta là những con người đã bán Ngài. Cũng có thể Ngài chọn chúng ta là những con người đôi khi bỏ Ngài mà chạy. Ngài chọn những con người yếu đuối chúng ta để mà đưa chúng ta đi làm chứng cho Ngài. Làm chứng cho Ngài bằng cách làm chúng ta cảm nghiệm được chúng ta đã được yêu. Như vậy, qua cái đời sống yêu thương của chúng ta, như Chúa Giêsu nói, là chúng ta tỏ cho người khác biết mình là môn đệ của Chúa Giêsu. Tuy nhiên, cái tình yêu đó phải đi vượt lên trên cái cảm xúc riêng của con người, là yêu những cái người không đáng yêu, tha thứ cho những cái người không đáng tha thứ. Đó là chính là cái điều mà Chúa Giêsu mời gọi đi vào cốt lõi của cái giới răn yêu thương của người Kitô giáo. Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con sự can đảm, xin ban cho chúng con sức mạnh, xin ban cho chúng con tim của Chúa và ánh mắt của Chúa, để chúng con nhìn anh chị em của mình, nhất là những người làm cho chúng con đau khổ, làm cho chúng con bị tổn thương, để chúng con nhìn thấy ở trong họ hình ảnh của Chúa, để chúng con yêu thương họ, tha thứ cho họ và sẵn sàng chết cho họ như Chúa đã sẵn sàng chết cho chúng con. Amen. Cho con một điều răn mới, yêu thương lần Chúa muôn đời. Cho con một lời dấu yêu, con ơi hãy yêu mến nhau theo gương thầy yêu thương trước.
là người dám quên, luôn luôn tình yêu quý hơn. Con ơi, cả bà nhân đức, con luôn gìn giữ đến ngày. Nhưng nay thần cao quý thay là nhân đức yêu, đoàn con hãy theo. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô.